Xin chào mọi người, tôi là Ricky Master Hoàng Minh và đây là video tiếp theo trong chuỗi chương trình thực hành thanh tẩy cho các đối tượng trước khi mình thực hành Reiki. Ở đây tôi đang cầm trên tay là một thanh gỗ Palo Santo. Thanh gỗ Palo Santo này thì đã được đốt rồi. Thanh gỗ Palo Santo này ở tiếng Việt thì còn được gọi là gỗ chắc xanh hoặc là gỗ thánh. Thì khi mà chúng ta sử dụng gỗ chắc xanh thì trong video trước chúng ta đã xem về cách đốt lá xoa thơm rồi. Thì đây tôi sẽ đốt gỗ chắc xanh. Gỗ chắc xanh này thì chúng ta sử dụng cả khói và mùi hương. Mùi hương của gỗ chắc xanh này khá là thơm. Và mùi hương này cũng có tác dụng thanh tẩy. Chúng ta bắt đầu nhìn thấy những cái khói đó bắt đầu đi lên. Chúng ta thực hành thanh tẩy y chang như cách chúng ta thực hành thanh tẩy lá xoa thơm. Việc thực hành này có thể tự thực hành cho bản thân hoặc thực hành cho những người trước khi chúng ta vào làm việc. Tuy nhiên thì cái sự thanh tẩy của lá sage, tức là lá xoa thơm, nó mang tính chất là trừ tà, bảo vệ nhiều hơn gỗ chắc xanh. Gỗ chắc xanh thì thông thường chúng ta sẽ đốt để làm dịu nhẹ đi cái ý thức của cái người được tiếp nhận, để giúp cho họ đi sâu vào trạng thái thư giãn nhằm mục tiêu trị liệu hiệu quả hơn. Và đồng thời là cái mùi của gỗ chắc xanh này có một mùi thơm rất dễ chịu, chúng ta cũng nên đốt để xông cái phòng của chúng ta. Những cái hình thức để làm thanh tẩy phòng ốc tôi sẽ hướng dẫn sau. Rồi, xin cảm ơn mọi người và chúng ta sẽ sang hình thức thanh tẩy tiếp theo. Nếu bạn quan tâm đến việc tự chữa lành hoặc mong muốn trở thành một người chữa lành, một người healer, thì bạn có thể tham gia vào cộng đồng chữa lành EHO của chúng tôi. Tham gia bằng cách quét mã QR và liên lạc số điện thoại Zalo ở bên dưới để có thể là nhận được sự hỗ trợ.